Mã vật thể SCP-008 phân loại Euclid, quy trình quản thúc đặc biệt. Các mẫu SCP-008 được coi là nguy hiểm sinh học cực đoan cấp 5 và tất cả các giao thức liên quan đều được áp dụng. Các phương thức thiêu đốt và chiếu xạ sẽ được triển khai trong trường hợp có tác động chính trị hoặc quân sự có thể dẫn đến việc cơ sở bị phá hủy, mất điện hoặc không có thông tin liên lạc từ các đặc vụ hoặc các băng tần bên ngoài trong bất kỳ khoảng thời gian 8 tiếng nhất định. Thời gian cách ly đối với các đặc vụ rời khỏi cơ sở là 4 tháng. Nếu có vi phạm xảy ra, các phương thức thiêu đốt và chiếu xạ sẽ được triển khai. Chính sách của tất cả các điểm G2 là không chuẩn bị quy trình sơ tán. Miêu tả SCP-008 là một thể đạm độc phức tạp, các mẫu của nó được lưu trữ tại mỗi điểm G2 đã biết. Nghiên cứu về SCP-008 là cực kỳ tối mật và chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn nghiên cứu có thể dẫn đến việc tổng hợp SCP-008 trong tương lai không xa. Các đặc điểm của thể đạm độc SCP-008 bao gồm 100% gây chết người lây truyền qua màng nhầy tiếp xúc và tất cả các chất lỏng cơ thể không lây qua không khí hoặc nước. Các triệu chứng của việc nhiễm SCP-008 biểu hiện không quá 3 giờ sau khi tiếp xúc và bao gồm các triệu chứng giống như cảm cúm và sốt cao cộng với chứng mất trí nhớ cấp tính ở các giai đoạn sau. Hôn mê khởi phát khoảng 20 giờ sau khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện và 12 giờ sau khi mất trí nhớ nghiêm trọng. Hôn mê khởi phát sẽ được coi là bắt đầu tử vong. Một giai đoạn chết hoại các tế bào không thường xuyên xảy ra gần giống với hoại thư mô còn sống đảm nhận chức năng ban đầu của nó và có khả năng phục hồi cao. Vô hiệu các đối tượng bị nhiễm hoàn toàn đòi hỏi phải gây chấn thương sọ não đáng kể. Có bằng chứng rõ ràng đưa ra giả thuyết là bản thân SCP-008 hình thành tự nhiên trên trái đất vì các biến thể có độ phức tạp tương tự sẽ thay thế phần lớn hệ sinh thái. Vào năm 1959, một nỗ lực hợp tác ngắn với Liên Xô để xác định vị trí các điểm G2 và khử SCP-008 đã được điều đình sau sự phát hiện của họ. Tình trạng của SCP-008 dưới sự bảo quản của nước Nga kể từ khi hợp tác kết thúc hiện chưa rõ. Phụ lục 0081 SCP-500 được thấy là có khả năng chữa hoàn toàn SCP-008 ngay cả trong giai đoạn tiến triển của căn bệnh.